chào tất cả các bạn nha. Bữa nay trở về sông Hậu chiến đấu bạn ơi. Cũng lâu lắm không ra sông Hậu đi câu cá. Bữa nay ra sông đi câu nha. Đây. Sáng nãy bạn thấy sương mù không? Trắng xóa luôn. Sáng này cũng chưa trưa mà còn sương trắng luôn á. Tầm nhìn xa là khoảng trên 10 km. Thôi giờ chuyển qua đi câu thì dự báo thời tiết để cho đài và lý bạn ơi. Đây. Nay đem theo 4 cây. Cây xanh, cây bê công gai với 2 cây tini titan. Mồi lại, mồi huyền thoại. Lâu lắm không chơi lại bài mồi để bạn. Đây có cám chim, cám cho chim ăn, mình lấy cho cá ăn. D1, này cám mình xây. Dây xỏ cá. Khăn lau tay rồi, giờ sẽ trộn mồi bạn. Ngâm này mềm rồi với trộn với D1 với cám mình với bịch cốt dừa là chiến à. Này đánh cá rảnh bạn ơi. Không gà thèm cá rảnh dữ lắm rồi. Này là có bạch tôm nè, tôm sông. Đem theo câu có cá ngát cá gì không? Tôm sông tươi gói gói luôn, 200g. Còn sống luôn á. Đó. Này đánh sông mà này lâu lắm mà không chơi chiến sông. Lăn xê. Lâu lắm không bóp lăn xê. Rồi giờ chọn mồi bạn ơi. Rồi giờ anh thoải mái chọn mồi tóm lử rồi tới chỗ là quăng cần búm búm à. Lên cá nha, cá đầu tiên các bạn, sát quá, nha phiêu quá. Nay câu bè các bạn, trở về cái bè lúc trước mình câu dính cá bự nè. Ý cái vậy? Đồ mì dinh, ngon, lâu lắm mới chiến là mì dinh các bạn. Đó. Cá đầu tiên nha. Nay khai trương cái gọng mới luôn nha bạn. Gọng mới cáo nè, gọng lúc trước mua trên tiệm đồ câu có ly khuyến nè. Đó. Ngon lành chưa? Không có dây buộc luôn. Này đi thiếu thốn đủ thứ hết trơn. Mới ghé vô tranh thủ xuống cùng mồi đầu tiên bạn, quất luôn, cá dính luôn. Quá đã. Thấy tình hình mới xuống cần dính cá là phải phải rồi đó, sướng sướng rồi đó nha. Ê, không có chỗ buộc luôn. Ủa cái gọng mới hả? Gọng mới hả? Gọng mới mua luôn á, khai trương. Đây đưa em. Buộc ngoài nè được không? Buộc đó là sao rộng. Ừ ha. Khổ thiệt chứ. Đó. Ê gãy. Kéo gì hình chứ. Kìa cái cây dứt kìa anh. Cái gọng á. Lâu lâu chiến là lăn xê các bạn, bài mồi huyền thoại vẫn còn tác dụng như xưa. Đây, lưỡi nha chiếu à, lưỡi số 8. Tình hình này cá này chắc xuôi ra mà không kịp luôn, đem tới 4 cây với câu đuối đuối luôn này. Nãy đi quên em đem hộp lưới câu nữa. Chọn sẵn rồi bỏ quên. Gì? Ê, gì? Nó ghẻ hả? Hay là nước chảy? Chảy quá. Nó ghẻ á. Ghẻ á. Đi xuống dính luôn ơi. Trời ơi. Chảy rồi. Ôi cá bự quá, bự con nãy luôn. Nãy anh đánh giật đấy. Trời tính không dính này nhờ cá ông nội ơi. Cá nó bự á, cái nó quằn cái lọt xuống. Mặn hơn con nãy luôn. Gần sẵn dữ các bạn ơi. Vô rồi. Không gà tính ra mấy tháng không lên đây cá nó thèm. Nhớ mình nó gì lên để xuống quất liền luôn, ghê được chứ. Cá sông mà ăn trên tay luôn mới ghê chứ. Tình hình này mấy cần kia khỏi câu. Để ra cần tép ngâm kiếm cá ngát bạn ơi.
chưa tóm xong lưỡi nó làm gối đi Thịnh nha. Nay chơi lưỡi câu dữ lắm. Quên em học lưỡi cho học lưỡi của Mỹ luôn nè. Chọc bá nè anh luôn nè. Thua. Gì nữa. Tôi dính cho quýu đọt đi mồi nhiều mà còn to mày đổi còn cá ngát là thơm gâu luôn á. Chị chập ba mẹ không nhận hết cùng mọi gai. Rồi gì vậy? Hồi nãy không giật á thì sảy, nhắc này giật thì cũng sảy luôn. Rình sẵn dứ vậy để xuống là quất, để xuống quất rồi. Nhìn để cục này xuống quất liền trên tay luôn cho bạn coi nè. Nắng mỏi không kịp luôn á. Tranh thủ ra hai cần bự ngâm kiếm Hugo rồi à. Bắt đầu nắng màu chiến cá nhỏ rảnh để xuống quốc điện cho bạn coi nè. Để xuống quốc điện liệt đọt. Lên cá, lên cá nghe. Câu cá nhỏ với câu mấy cần này mới sướng bạn ơi. Đó đó. Vinh nữa. Lúc này không có cái rảnh ta, mày vinh không à. Thường thường nước sâu với là mày vinh nữa cái rảnh, nay mày vinh. Chắc chưa tới một cái rảnh quá. Cá nữa bạn, con này bự con này. Ê. Vô mày hai con. Mày vinh ba vậy ăn lẹ, mày vinh với kéo nó không đã không? Dảnh nó lặn dèo dèo đã. Kiếm còn dảnh chúa kéo thì sướng nè. Để xuống víu nè. Lụm. Nó cỡ một qua đây nó có một cùng tốc độ à. Không nặng không nhẹ nó cỡ à. Đó. Vinh nữa ơi. Chúng bày mày vinh đó bạn ơi, nó cỡ một à. Kệ bắt mấy nhỏ này hồi cho con mẹ lại. Vinh nữa nha, ba con.
Này gán bào đậy rộng này dìa được rồi. Để xuống là tém rồi. Này câu hồi nó mới nhiều dữ, nó nghe hơi là nó gom lại mới dữ. Tại mới là chưa có mồi, nước hơi chảy nó không có xả mồi. Chứ phải nước đứng đứng xả mồi trước nó gom dữ nữa. Vinh đã quánh con chừng ký chắc đã mà kéo bao phê luôn. Vinh nữa rồi. Ui sảy rồi. Ủa thiệt. Vừa mới để xuống quýu luôn, sảy luôn. Không kịp nắng mồi luôn. Nắng mồi bự bự bắt cá bự bạn ơi. Lâu rồi mới cảm giác nắng mồi lý lịa gì nè. Đã. Mày câu cần một là phê rồi. Mấy cần kia ngâm đại hên xui. Rồi. Xuống, xuống tém liền luôn cho bạn coi nè. Nó gình nó dữ. Nguyên dòng họ nó kéo lại. Ư Văn Nguyễn bữa nay lên lợi bay ơi. Nhìn quất này nha, chưa nắng kịp cục mồi nó quất nè. Con này bự à. Bự mấy con nãy xiên. Chạy kìa. Mới nhắc cái dảnh bạn, cái dảnh xuất hiện rồi nè. Dảnh 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 dảnh. Trời. Lên. Vừa lên tới vừa sảy luôn, dảnh nha. Bốn con. Xuống cần đang chơi lưới đơn thử coi. Biết đâu cá nó phá cắm cứng rồi sao. Đây mà chiếc mũi ngâm lòng thòng thử coi. Đây này con cám này, cứng ngắt luôn. Trời ơi, lỗ đầu luôn á. Trời thả cho theo nước luôn à. Lòng thòng thử coi. Biết đâu được ăn rồi sao. Thả cho lòn lòn như đứt bẹ mà. Gì ăn nữa hay gì. Cầm đại chiếc mũi thử. Đây dính này, dính này, dính này, dính này. Dính luôn rồi, dính luôn. Còn cá, còn cá. Rồi sảy luôn rồi.
Được, được, được. Tức, 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 tức. Xuống từng lía lịa luôn. Gì đâu. Không dính con nào chơi. Giật lia lia chơi không dính con gì chơi. Thua luôn. Ảnh thật hồi nãy giờ bắt bóng ăn bó tay liền chứ này thấy nó chớp 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 hoài trời xíu vậy cái con lứa nãy nhắc cái rảnh đó văn này dính cái rảnh nè hai con liên tục rồi cái rảnh này nó nhỏ hơn cái mình dính rảnh 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 nhỏ hơn dính đó rảnh chúa mà dính chúa gì đâu ba la cà na xí mùi chú dướng dây cần kia gì đang cạch ta dướng dây rồi quá có gì nặng trời ơi cá chút xíu à tính dây cần kia kéo nặng cạch tính đâu vô Hugo à dảnh 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 nữa sáng chê mày dinh thấy cái dảnh giờ dảnh không. Nó cỡ nữa mà bạn à, nhắc gì cũng biết dảnh nữa bạn xì bạn ơi xong xà bông rồi
Nhân này dính con cá gì bự bự cho nó hết xì chứ. Đuối vậy. Bự nhất sáng giờ. Đang nào mưa mất. Quất hồn. Nước nhẹp hết chưa? Kéo miếng cá bự kéo nặng lả ta. Đi rất là luôn dính nào xạo đó chú rồi đó hả, ta nướng dính cá ghê gớm mà bây giờ ông gỡ lia lịa nha. Nếu vậy đem ta lưới theo dằn ngang đây cuốn ngon cơm rồi. Nó nói với hồi cầu quýt con Hugo là sướng liền. Dính thêm cái cây hay gì nặng nặng dành 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 tiếp bạn ơi. Lâu ngày chiến lại cái dảnh không có lục nghề nữa mà vẫn còn lại hại như xưa. Chú
cứu rồi đó, thả lưới trúng quá trời. Mình trong đây câu nó ăn cũng chậm, ăn là yếu à. Để hồi đó chạy mạnh mạnh lên ăn, giác này nước đứng. Còn là giảm nữa. Chút chút quá. Cá càng cao càng nhỏ. Nhỏ như cái này cũng trưởng thành đó bạn, lụm được rồi. Rồi giác này cũng lùi bình luôn bạn ơi. Nước giác này chảy mạnh, cá ăn yếu rồi. Nước rồng ăn yếu. Nay lên thử lửa thôi, vài bữa lên chiến tiếp. Nay coi như lên xả mồi đi. Cũng được chục ngoài con cá à, để hồi khui thành quả cho bạn coi. Lên cừng nào để trên bờ cừng đó, còn mấy cừng đó biết đâu hồi lụm gạo hàng khủng rồi sao. Tiếp tục chờ đợi. Con cá nè bạn ơi. Mày bự. Đù đù, được à. Cục mồi cuối này bộ có lý quá ta. Con này chắc bự hơn con nãy rồi. Dính nữa, dính cũng dìa nữa, đó bụng rồi. Dính nữa bạn, với lại nhiêu đây đủ ăn rồi, nhiêu đây chiều bầm chả, dòng hôm qua là đủ bữa cơm chiều rồi. Hai cần này dính chứ hai cần kia không có luôn rồi. Giờ rồi. Gom cần rút quân luôn, để gom cần xong rồi khui thành quả cho bạn coi. Đây, thành quả mình đây bạn ơi. Ngồi câu một buổi cũng được bữa cơm. Khui cắt được cái ký cá. Được mười mấy con gì á. Mấy mì dinh, rồi con mì dinh bự để kho lạc ăn được. Mấy rảnh thì về mần cạo chả. 2 4 6 8 9 10 11 12 13 con. Phải 13 con ta. Nghĩa là ta đếm coi, đếm chanh coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 con mà ơi. 13 con này cũng cả kilo à. Bỏ nó luôn đi, về làm thịt luôn. Cũng lâu rồi không ăn mày dinh mà. Cũng thèm mày. Nay coi như cũng thành công nha. Lâu lâu chiến lợi cũng được nha. Này mà đeo nữa là có nữa đó. Mà cái này năng yếu rồi nên thôi. Dì yeah. Để nó đi, mai mốt lên chiến tiếp. Nãy xả lại thao màu về. Mới mốt rảnh chạy lên câu tiếp. Quá ngon, ngon lắm. Rồi, rút quân bạn ơi. Dạ. Yeah.